Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì em xin chúc mừng tất cả quý anh chị mà chúng ta đã làm cái kèo Underdog. Đây, để em vào cái ví chất vừa đọc cho anh chị xem nha. Đó chính là cái tóc cành Polydot. Thì hiện tại những anh chị nào mà đạt cái min gút và làm đúng thì chúng ta sẽ vào cái bot, chúng ta thực hiện cái lệnh gút nha. Đó, đây nha mọi người, cái giá nó cũng nó đã list cái sàn CoinMarketCap cap rồi, nhưng mà nó giá còn khá là rẻ. Thì hôm trước em có làm cái video em cho mọi người xem ha. Anh chị vào cái kênh kiếm tiền của em nha, nhấp vào video đây, có cái kèo Polydot nè mọi người ha. Và ngoài ra cái kèo của Metaverse và cái kèo của Thực Hơ thì nó cũng đã list được cái sàn CoinMarketCap, giá cũng khá là ok. Thì anh chị nào mà đạt cái min gút rồi á thì chúng ta phải vào cái bot, cái bot mà lúc mà chúng ta làm nhiệm vụ á, để anh chị thực hiện cái lệnh rút. Còn nếu như anh chị không vào đó thực hiện cái lệnh rút thì nó sẽ không trả về. Có một số cái kèo á thì chúng ta chỉ cần dán cái ví vào thì nó sẽ tự động chuyển về khi chúng ta làm đúng và khi nó kiểm tra là ok. Còn một số cái kèo thì anh chị sẽ phải vào thực hiện cái lệnh rút nha. Và anh chị lưu ý, chúng ta vào á, là chúng ta đừng có vào cái đường link bằng cái đường link. Chúng ta vào bằng cái đường link là khi mà chúng ta làm không có đúng hoặc chúng ta gửi sai cái địa chỉ ví, thí dụ như vậy. Còn anh chị đã làm đúng rồi thì chúng ta chỉ vào đúng cái bot cho em, mình chịu khó. Anh chị tham gia nhiều nhóm thì chúng ta chịu khó, chúng ta kéo lên kéo xuống nha. Chúng ta vào đúng cái bot nó. Chứ anh chị vào cái kiểu kia là anh chị phải làm lại từ đầu nữa, nó tốn thời gian của mọi người khá là nhiều. Để em lấy một cái bot ví dụ nha. Đây có luôn Polydot đây. Rồi em chia sẻ một chút về cái vấn đề này để cho anh chị làm được cái chúng ta rút nha. Có một số anh chị không biết đường rút. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái lệnh rút của em. Trước tiên khi chúng ta thực hiện cái lệnh rút là chúng ta nhấp vào cái chữ ba lan, coi là chúng ta đang giữ bao nhiêu để chúng ta biết là chúng ta có đạt cái min rút hay chưa. Chúng ta kiểm tra thấy chúng ta dư cái min rút thì chúng ta nhấp cái chữ withdraw. Thì nó sẽ gửi một cái tin nhắn là bạn muốn rút bao nhiêu cái Polydot này. Thì anh chị sẽ rút tối đa cho em ha. Có nhiều rút nhiều, mình nhập vào cái số. Thì nó nói mình là hãy dán cái địa chỉ ví của cái mạng Polygon vào. Thì đây cái là cái địa chỉ ví mà hôm bữa em có kêu anh chị dán vào, ép vào cái ví chất Polygon hoặc Metamask đó. Chúng ta dán cho nó. Thì nó sẽ kêu mình là chúng tôi sẽ gửi 41.000 cái tóc cành này, kiểu như vậy ha. Cái này nó nhiều lắm, là 1, 2, 3 4.100.000 đến cái địa chỉ ví này. Mình nhấp vào cái chữ khầm phim là xác nhận thì ok, nó nhấp vào như cái chữ đông này thì khoảng 3 đến 4 tiếng là nó sẽ gửi về cái ví cho anh chị nha. Đó là cái cách. Rồi hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một cái kèo, cũng là một cái app, đó chính là cái Chipmon. Thì có nhiều anh chị yêu cầu em làm về cái dự án này thì sẵn em làm luôn ha. Nói chung cái dự án này tại sao em lại làm, và nó cũng như cái dự án của Alpha Network, hiện tại là nó đã có ra cái ví để nó chuyển TNS nội bộ gần nha mọi người, nha mọi anh chị. Thì cái dự án này nó có thể là bùng nổ từ giữa đến cuối năm nay. Đây mọi người có thể vào cái Twitter của nó, anh chị nhấp vào cái chữ dịch tiết này nè, chúng ta đọc để chúng ta nắm thêm được nhiều cái thông tin ha. Cái dự án này khá là ngon nên là nó cũng nổi gần đây nha mọi người. Là như em đã có làm rồi nè, em tích lại các kiểu luôn ha. Đó thì em chia sẻ cho anh chị cái thông tin. Nó hiện tại có được 41.712 người theo dõi. Đó, tại sao nó lại cho Underdog? Tại vì nó cần cái lượng cộng đồng đông. Thì bữa nào em sẽ làm về một cái video chuyên về nói về cái Underdog này. Còn cái video này là em sẽ vào thẳng luôn. Rồi anh chị xem cái video của em á thì chúng ta sẽ thấy được cái mã mời nằm ở phía trên hoặc là cái mã mời nằm dưới phần mô tả. Thì anh chị lấy cái mã mời đó để chúng ta nhập vào, là đó là cái mã giới thiệu ha. Thì anh chị mình sử dụng cái Android thì vào SharePlay, còn nếu sử dụng cái iPhone thì vào cái App Store. Chúng ta gọi dùm em cái chữ Chipmon. Thực ra cái này em cũng đã có đào rồi và em cũng đã có làm clip rồi, nhưng mà lúc trước á, số anh chị chúng ta chưa có làm hoặc chúng ta đã bỏ qua, thì bây giờ chúng ta làm ha, cơ hội cuối cùng cho mọi người ha. Cái này với Alpha Network và một số cái kèo khác nữa thì em đã kiểm tra rồi, em đã cài đặt rồi nên em nhấp vào mở, còn anh chị chưa thì nhấp vào chữ cài đặt. Hiện tại là nó có trên 500.000 nha, mặc dù cái này nó để hơn 100.000 thôi, nhưng thực tế là nó gần 600.000 được tạo tài khoản rồi. Chúng ta nhấp vào mở nè. Đây nè, đây là cái tài khoản hiện tại của em luôn nè ha. Em được 384.898, nhưng mà em sẽ đăng xuất ra.
Để làm gì? Để em hướng dẫn cho anh chị cách tạo tài khoản. Ở đây nè, anh chị gọi giùm em là tạo một cái tài khoản mới ha. Tạo cái tài khoản mới. Cái email thì anh chị nhập cho em cái email mà chúng ta thường sử dụng nha. Như em sẽ lấy một cái email Nguyễn Hùng Tĩnh 1909 nha. Cái mật khẩu thì em khuyên anh chị nè, em sẽ cho mọi người thấy luôn ha. Chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt nha. Hùng 1993 sao. Đó. Rồi nhập lại đây là Hùng 1993 sao. Để em vào đây em dán để mọi người biết sao một chút em quên á. 1993 sao. Gmail 1909, nó cái là ký hiệu riêng của em làm em nhớ thôi nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào tạo tài khoản mới. Mình lưu luôn ha mọi người. Rồi. Xác nhận tài khoản của bạn. Thì ở đây nè. Chúng ta sẽ vào cái Gmail. Trước khi vào cái Gmail, em kêu cầu anh chị á, là chúng ta bỏ cái chế độ tiết kiệm pin này và chúng ta bật đồng bộ lên cái tích màu xanh này, nó có xoay vòng ha. Để làm chi? Để chúng ta cập nhật cái tin mới từ cái Gmail. Thì chúng ta sẽ vào đúng cái Gmail mà chúng ta thường sử dụng, đúng cái Gmail mà chúng ta đã đăng ký vừa rồi luôn ha. Nó chính xác là nó phải như vậy. 1909. Rồi. Chúng ta kéo xuống. Anh chị xem nha, mình không thấy đúng không ạ? Mình sẽ nhấp vào ba gạch phía trên và bên trái, chúng ta chọn thư gác giùm em. Đây mọi người thấy không ạ? Nó sẽ nằm một là trong cái thư gác, hai là cái thư quan trọng, thư chính. Rồi quảng cáo hay là tất cả thư luôn ha, mình kiểm tra. Ở đây nè, mình nhấp, mình copy cái mã này, sao số, sao chép. Mình quay thẳng lại cái chỗ này. Chúng ta dán vào, chúng ta nhấp vào chữ xác nhận. Vâng, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cái invite này thì cái là cái mã mời của em á mọi người, để làm chi? Để anh chị được tạo tài khoản, được cộng thêm 10 token Shipmon và được em hỗ trợ sau này khi KC hoặc mua bán này kia ha. Anh chị có thể nhập bất cứ của ai. Đó. Thông tin của bạn thì như em tạo cái này cho cha em thì em sẽ ghi của cha em nha. Hoàng Lưu. Yêu cầu anh chị là viết hoa có dấu và khoảng cách. Dòng trên là cái chữ lót và cái tên. Còn ở dưới là họ, nếu như hai họ thì cái dòng ở trên là chúng ta ghi cái họ thứ hai, còn ở dưới là duy nhất một họ nha. Tên người dùng này thì anh chị sẽ đặt sao cũng được cả. Nếu như trong trường hợp chúng ta đặt mà nó không cho phép thì có thể là cái tên dùng của chúng ta nó đã trùng với một ai đó thì chúng ta thay đổi lại. Như của cha em là như thế này. Rồi nhấp vào cái chữ đây cũng là cái mã mời của mọi người luôn nha. Tên mã giới thiệu của bạn cũng như là cái tên dùng là mã giới thiệu của anh chị luôn, nhấp vào tiếp tục. Tại sao đây để không hợp lệ ta? Có thể là do em đã tạo rồi nên là nó không có cho cái mã mời này á anh chị. Ha. Anh chị nhấp vào cái chữ tiếp tục đi. Là xong. Có thể là do em tạo nhiều cái Gmail nó trùng cái tên tài khoản Gmail nên là nó không có cho. Thì em không có để nha. Còn anh chị cứ nhập cái mã mời đó là đúng của em đó. Rồi. Ở đây nè em chia sẻ cho anh chị ha. Thì hiện tại là chúng ta sẽ được cộng 20 tóc cành trên giờ. Và chúng ta chuyển sang cái giao diện tiếng Anh hay tiếng Việt là mọi người nhấp vào ở phía trên bên phải này. Nếu như chúng ta là tiếng Anh thì chúng ta nhấp vào đây. Và chúng ta chọn Việt Nam Y theo danh sách ở dưới cuối á, là tiếng Việt nha. Rồi bây giờ nè. Rồi bây giờ. Bây giờ em chia sẻ cho mọi người tổng thể về cái dự án này cũng như cái cách nha. Rồi bây giờ nè, chúng ta sẽ muốn kiếm chúng ta muốn kiếm thêm cái phần quà để chúng ta tăng được cái tóc cành á, thì anh chị nhấp vào cái chữ mở quà giúp em. Để chúng ta xem quảng cáo chúng ta được nhận cái tóc cành ha. Khoảng 30 giây đến 1 phút thôi mọi người.
Thì cái lượt mà nó cho tóc cạnh khi chúng ta xem quảng cáo á, là anh chị xem cũng như là hên xui, có khi nó cho nhiều, có khi nó cho ít nha. Nói chung cái app nào, cái dự án nào giờ em thấy nó cũng có chèn quảng cáo hết mọi người. Anh chị yên tâm ha. Để họ còn phải trả chi phí cho cái việc chạy trên máy chủ này kia các kiểu luôn. Rồi nhấp vào cái dấu ít giùm em đi. Đó. Chúng ta sẽ được tăng lên. Đó, họ báo là mình đã thu nhập cộng 2.5 ray. Ở đây nè, mọi người thấy cái chữ mời bạn bè không? Chúng ta nhấp vào chữ mời. Thì một đó là mọi người sẽ lấy cái mã mời bên trái này. Hai là mọi người sẽ nhấp vào chữ mời. Thì chúng ta mời này chúng ta lấy với cái dạng link, link web ha, tùy theo anh chị thôi. Thông tin bổ sung KC thì quốc gia ở đây anh chị nhập cho em là Việt Nam. Số điện thoại thì chúng ta sẽ nhấp vào cái số ha, rồi chúng ta lưu. Còn như cái này tài khoản em chỉ tạo demo thôi. Bây giờ nè, anh chị thấy không, cái hiện tại của chúng ta là nó đã giảm. Lúc trước em đào là được cộng, lúc trước em đào là được cộng hơi nhiều nha mọi người. Bây giờ là được 20 thôi. Rồi tiếp theo đây nè, chúng ta có thể theo dõi họ trên cái Facebook, rồi YouTube, Instagram, Twitter, rồi Telegram ha. Ok. Tiếp theo bây giờ đây là cái giao diện tổng quan đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng như có cái hình của radar. Đây là gì? Đây là một số thông tin của dự án, những cái tin quan trọng là họ sẽ gửi lên đây. Anh chị có thể nhấp vào đây để chúng ta đọc thêm ha. Đây, tiếng Anh không mọi người. Rồi tiếp theo là cái ví. Cái ví này là lịch giao dịch Tenet nội bộ á, anh chị sẽ nhấp vào cái biểu tượng cái ví ở trên trên này mọi người nhìn thấy không ạ? Bạn không đáp ứng yêu cầu ship hàng tối thiểu để thực hiện nhận chuyển khoản. Tại vì cái này em chưa KYC. Em chưa KYC, em chưa có xác minh tài khoản như lúc nãy mọi người. Chứ cái hai nữa, cái mình mới tạo cái tài khoản này nên là chúng ta chưa có được. Rồi chúng ta nhấp vào biểu tượng hai người. Thì ở đây nè, nếu như anh chị mời được bao nhiêu người á thì chúng ta sẽ được cộng một CTM trên giờ cho một người. Rồi nếu mà thành viên chúng ta nhiều quá mà có một số người không hoạt động thì mình nhấp vào cái chữ pin giùm em ha. Ok. Rồi vòng kết nối tin cậy thì chúng ta sẽ được cộng 3 CTM trên một thành viên trên một giờ. Sau đó anh chị nhấp vào cái biểu tượng ở cuối cùng phía bên phải nha, ở dưới này. Thì ở đây chúng ta có cái nhiệm vụ, mọi người thấy là xem nhiệm vụ của bạn, chúng ta nhấp vào cái mũi tên. Thì ở đây nó sẽ có nhiệm vụ cho chúng ta làm. Thì khi anh chị đạt được cái phần trăm này nè, thì chúng ta làm thì chúng ta sẽ nhận được là 300 CTM nè, 200, 300. Nói chung cái này cũng khá là hay. Ở dưới đây là cái địa chỉ ví của anh chị nha. Địa chỉ ví của anh chị này. Dán vào, để em sẽ dán cái này vào. Để một lát em vào cái nick của em á. Em chuyển, em gửi qua. Cơ bản là như vậy nha anh chị ha, là mỗi ngày sau 24 giờ kể từ lúc mà chúng ta nhấp vào cái mũi biểu tượng tên lửa này thì anh chị vào chúng ta đào như các app khác thôi. Khá là ngon nha, tranh thủ nha. Tiếp theo nè, em sẽ đăng xuất ra. Em sẽ chọn đăng nhập. Để đăng xuất lại mọi người ạ. Rồi em sẽ chọn đăng nhập với cái Google là bằng cái Gmail, thì em sẽ chọn cái tài khoản chính của em ha. Rồi em nhấn vào phóng tên lửa luôn. Đó, đây là cái tài khoản chính của em nè mọi người. Đào khá là lâu thì cũng có rất là nhiều anh chị đã tham gia vào cái nhóm của em, để em ping một cái cho anh chị đào. Ok, thì sau 24 giờ chúng ta chỉ ping được một lần thôi ha. Ở đây có khá nhiều anh chị. Chúng ta có thể thêm dấu cộng này, thêm cái vòng tròn kết nối tin cậy nha mọi người. Nè, ở dưới đây nè, anh chị có thể thêm. Trong trường hợp mà chúng ta thêm mấy người trước mà họ không đào nữa thì chúng ta phải thêm để chúng ta được cộng cái số lượng tóc cạnh của nó lên. Cũng là một cái cách để chúng ta kiếm thêm ha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta vào cái ví. Đây như em đã giao dịch rồi nè mọi người thấy không ạ? Được nhận nè. Rồi chúng ta nhấp vào cái biểu tượng cái ví giùm em ha.
Người gửi là đây, là cái địa chỉ quý của em luôn nè ha. Còn cái người nhận là cái địa em sẽ lấy. Mọi người gửi cho người nhận á, thì một á, mọi người có thể lấy cái nickname của người ta. Đó, như của cha em hồi nãy thì em sẽ có thể dán vào cái tên nickname hoặc là em lấy địa chỉ quý. Thì bây giờ em sẽ lấy cái địa chỉ quý cho anh chị xem ha. Sao chép. Dán vào. Số tiền thì em sẽ nhấp như là 10 đi ha. Em chuyển tiền. Bây giờ mình sẽ tăng lên đi. Tại sao không được ta? Có thể là do cái tài khoản của Trang mới tạo nên là chúng ta không có gửi được mọi người. Không được. Thì bây giờ là anh chị Tenet như vậy thôi. Sau cái giai đoạn Tenet này nó mở KC xong thì chúng ta có thể chuyển tóc cành của mình đang có, mình chuyển lên một số cái sàn để chúng ta bán khi nó list sàn, hoặc là chúng ta có thể swap nó rồi, hoặc là chúng ta có thể chuyển từ quý này sang quý kia. Chẳng hạn như em muốn chuyển lên cái quý chocolate để em giữ vào trong đó, anh em hold trong đó thì em vẫn để được trong đó nha. Nhưng mà em nghĩ sau này nó sẽ tốn phí, chúng ta chuyển bất cứ cái quý nào chúng ta đều phải tốn phí, trừ khi chúng ta làm anh drop nó chuyển về quý là nó tự nó chuyển về cho chúng ta thôi ha. Anh chị lưu ý vấn đề này ha. Cái nhiệm vụ bây giờ là chúng ta đào sau 24 giờ kể từ lúc chúng ta nhắn tin xét thôi. Anh chị cố gắng nha, cái này cũng khá là ngon đó. Thì cái video em nó cũng tương đối là khá là dài, nhưng mà em muốn chia sẻ lại tất cả những gì em biết về cái app này, về cái tương lai, cái dự án của nó ra sao, thì anh chị nắm để anh chị có thể đào ok hơn ha. Thì như vậy thôi, anh chị có thể mở quà mỗi ngày ha, mỗi giờ, mỗi phiên, nó có thời gian đó mọi người. Chúng ta rảnh chúng ta để điện thoại làm gì, chúng ta vào chúng ta xem quảng cáo để chúng ta nhận. Bây giờ thì mình thấy nó vô vậy vậy, nhưng mà sau này có khi nó giá cao thì mình cũng ngon cũng khỏe ha mọi người. Rồi em xin phép dừng cái video tại đây nha, anh chị nhớ like đăng ký kênh ủng hộ em nha, để đón nhận những kèo mới nha mọi người.